Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Dòng chảy cuộc đời. Quý vị thân mến, cuộc sống hiện đại khiến chúng ta luôn căng thẳng, đầu óc không lúc nào được nghỉ ngơi đúng cách. Điều này ảnh hưởng không nhỏ tới tâm trạng lẫn sức khỏe mà nhiều khi chúng ta không để ý. Nếu không biết chăm sóc đúng cách thì tình trạng sẽ trở nên ngày càng tồi tệ hơn. Nếu như bạn đang trong trạng thái mệt mỏi kéo dài, hãy tham khảo video sau để biết được điều cần phải làm đối với bản thân là gì nhé. Làm được 4 điều này, tinh thần mệt mỏi và bệnh tật sẽ phải rời xa bạn. Bạn có nhận thấy rằng càng ngủ nhiều thì bạn càng cảm thấy mệt mỏi? Bạn có thắc mắc tại sao cơ thể hay cảm lạnh, nhức mỏi hoặc đau lưng thường xuyên mặc dù bạn đã có một chế độ ăn uống tốt, tập thể dục đều đặn và ngủ suốt đêm? Khi cơ thể có dấu hiệu mệt mỏi, chúng ta thường tìm cách giải quyết vấn đề bằng những giải pháp cụ thể như bổ sung nhiều chất vitamin, ngủ, tập thể dục hoặc thậm chí thay đổi chế độ ăn uống. Rất ít người nghĩ đến trường hợp cơ thể mệt mỏi có liên quan đến sức khỏe của tinh thần. Vậy tại sao một tinh thần khỏe mạnh hoặc mệt mỏi lại có quyết định đến trạng thái cơ thể của chúng ta? Tinh thần mệt mỏi nghĩa là gì? Tinh thần mệt mỏi được định nghĩa là một trạng thái do tư duy hoạt động quá mức, các giác quan hoạt động liên tục và cao độ dẫn đến sự uể oải của cơ thể. Việc đòi hỏi phải tập trung quá nhiều giác quan khác nhau làm các chức năng của cơ thể bị quá tải và làm giảm khả năng nhận thức của bạn. Tinh thần mệt mỏi được xem là một trong những nguyên nhân phổ biến nhất của các vụ tai nạn trong xã hội hiện đại. Những dấu hiệu nhận biết khi tinh thần bạn bị quá tải. Có một vài dấu hiệu rõ ràng có thể giúp bạn nhận biết bản thân mình đang bị quá tải. Làm việc không ngừng nghỉ, cảm thấy năng lượng cạn kiệt và bản thân không thể thực hiện những việc cơ bản nhất trong hàng ngày. Bề ngoài của cơ thể có thể thấy được sự xuống cấp. Bạn có thể tăng hoặc sụt ký, có nhiều nếp nhăn, gương mặt mờ nhạt, làn da nhợt nhạt và các cơ bắp trở nên cứng nhắc hay đau nhức. Trong đầu bạn không còn những mục tiêu và viễn cảnh tốt đẹp nữa, mà thay vào đó là cảm giác thất vọng vào cuộc sống. Cũng có một vài triệu chứng khác như mất ngủ, mệt mỏi, không tập trung hay quên, tính khí thất thường. Mọi thứ xung quanh đang trói buộc tinh thần chúng ta. Tại sao chúng ta lại dễ mệt mỏi đến thế? Nguyên nhân là do đâu? Tinh thần mệt mỏi được gây ra bởi những hoạt động quá tải áp đặt lên thân thể và bộ não chúng ta. Mà những áp đặt nặng nề này lại được bắt nguồn từ những hỗn loạn, cạnh tranh và yêu cầu cao của cuộc sống hiện đại. Xét ở mức vĩ mô, với cuộc cách mạng công nghiệp, một lượng lớn sản phẩm được sản xuất ra đã làm cuộc sống hàng ngày của chúng ta trở nên dễ dàng hơn ở một số khía cạnh. Chúng ta không cần phải tốn nhiều công sức để chuẩn bị thức ăn. Ngoài ra, máy móc và phương tiện đi lại phát triển đã giúp cho con người đi lại dễ dàng hơn. Xã hội văn minh được tổ chức theo hệ thống cấp bậc cũng nhằm hỗ trợ những phương diện trong đời sống. Mặt trái của những điều này là việc chúng ta đã tạo ra một áp lực rất lớn lên môi trường và lên hành tinh. Bạn có thể nhận thấy những hậu quả tai hại mà cuộc cách mạng công nghiệp đã gây ra qua các phương tiện truyền thông. Những kênh thông tin cập nhật 24 giờ và các kênh truyền thông liên tục nói về việc dân số thế giới bùng nổ, thất nghiệp tăng lên, chăm sóc sức khỏe và giáo dục bị thiếu hụt. Nhiều quốc gia trở nên nghèo khó, chiến tranh, phân cấp giàu nghèo trở nên sâu sắc hơn và tạo ra sự mất cân bằng trong xã hội. Cuộc sống ngày nay không còn đơn giản nữa. Con người bắt buộc phải làm việc cật lực và việc nghỉ ngơi, giải trí của chúng ta cũng thay đổi một cách liên tục. Ngay cả giải trí cũng trở thành một ngành công nghiệp. Khi tinh thần và thể chất được đặt dưới áp lực to lớn, kết quả sẽ dẫn đến sự rối loạn hệ thống sinh hoạt của con người. Kỳ thực, khi sức khỏe tim mạch bị ảnh hưởng, nó sẽ tác động tới huyết áp trong cơ thể và tới bộ não, khiến chúng ta dễ mắc bệnh và khiến hệ miễn dịch không có khả năng chống chọi, sự trao đổi chất và hệ tiêu hóa bị rối loạn. Điều này dẫn đến việc chúng ta ngủ ít hơn và không được ngon giấc. Không chỉ vậy, cơ thể chúng ta cũng dễ bị suy nhược nếu như nó không thể hấp thụ vitamin và khoáng chất từ thức ăn, đặc biệt là khi chúng ta ăn những loại thức ăn không phù hợp hoặc không chứa đủ hàm lượng khoáng chất. Cà phê và rượu không thể giải quyết được vấn đề. Những mục tiêu mà chúng ta muốn đạt được trong cuộc sống đã áp đặt cho tinh thần và thể chất một áp lực vô cùng lớn
và khiến chúng ta khó mà thoát ra được. Tinh thần mệt mỏi, cơ thể suy nhược cùng những bệnh tật khác có thể khiến chúng ta dễ dàng rơi vào một vòng luẩn quẩn. Khi chúng ta chịu áp lực càng nhiều thì những quyết định được đưa ra càng không tốt, và nếu áp lực càng tăng thêm sẽ khiến chúng ta phải đi đường tắt nhiều hơn. Khi chúng ta cố gắng phấn đấu cân bằng công việc và gia đình, mở rộng các mối quan hệ và có thêm nhiều bạn bè, điều này đòi hỏi chúng ta phải kiếm tiền nhiều hơn để duy trì chất lượng cuộc sống. Chúng ta nỗ lực để theo kịp cuộc sống thành công hay giàu có như những người khác trên các phương tiện truyền thông. Chúng ta buộc bản thân phải chạy theo những gì đang diễn ra để bản thân có thể theo kịp nhịp sống hiện đại. Kết quả là chúng ta buộc phải ăn và tập thể dục một cách vội vã và luôn phải gồng mình hoặc sử dụng những giải pháp hỗ trợ để giúp mình thấy thoải mái hơn. Chúng ta uống quá nhiều cà phê hay rượu để duy trì nhịp sống. Khi càng tìm giải pháp để tăng thêm năng lượng cho chúng ta lại càng làm việc nhiều hơn và khiến năng lượng mình có càng trở nên ít đi. Hãy sống cho hiện tại. Đây chính là lối thoát. Hãy dừng lại. Ngày nay, thỉnh thoảng chúng ta không biết làm thế nào để khiến bản thân ngừng làm việc. Cách đơn giản nhất bạn có thể làm là hãy sống với thực tại. Hãy suy nghĩ rằng bạn đã có đủ, không dư, cũng không thiếu so với những gì mình cần. Hãy trải nghiệm những gì mình được ban cho. Mọi việc dường như rất đơn giản, nhưng hầu hết mọi người đều có phản ứng như họ không có đủ thời gian. Thực ra, chúng ta có tất cả thời gian. Điều quan trọng để chiến thắng những ảnh hưởng và vòng luẩn quẩn của sự mệt mỏi, đó là tập trung vào suy nghĩ của chúng ta. Nếu chúng ta sống với thực tại, với từng phút từng giờ, với những gì mình đang làm, không suy nghĩ quá nhiều về những việc trong tương lai hay trong quá khứ, mà chỉ làm những gì trước mắt, thì bất chợt sự chú ý của bản thân sẽ hướng vào nội tâm và chúng ta có thể thấy được những điều quan trọng để có một cuộc sống khỏe mạnh và hạnh phúc. Tiếp theo là 4 cách giúp bạn lấy lại sức sống cho tinh thần. 1. Quan sát hơi thở. Hàng ngày, hãy chú ý quan sát nhịp thở của bạn. Nó thay đổi một cách tự động. Khi buồn bực, chúng ta sẽ thở gấp gáp. Khi giận dữ, chúng ta thở mạnh. Khi buồn hoặc thất vọng, hơi thở của chúng ta sẽ trở nên nông cạn và yếu ớt. Hãy quen với cách chúng ta hít thở. Trước tiên, bạn hãy bắt đầu quan sát nó bất kể khi nào bạn có thể, trong lúc đang ngồi ở nhà vệ sinh, trước khi lên giường đi ngủ vào ban đêm, khi đang đi tàu hoặc đang lái xe. Khi bạn không có việc gì để làm, hãy thử để ý hơi thở của mình. Đôi lúc chỉ cần theo dõi hơi thở bằng cách thở sâu một vài lần và đều đặn là đủ để cung cấp oxy cho bộ não và giúp bạn tập trung hơn. 2. Hãy thưởng thức đồ ăn ngon. Thời gian cho các bữa ăn chính là lúc bạn nghỉ ngơi hàng ngày và là cơ hội để bạn lấy lại năng lượng. Cho dù có bận rộn tới mức nào, bạn cũng không thể nhịn đói. Vì thế, hãy tận hưởng những giây phút này. Thậm chí, chỉ cần 5 phút để thưởng thức một mẩu trái cây hay một cốc nước cũng đủ để giúp bạn lấy lại sự tỉnh táo. Nếu bạn ăn ở ngoài trời thì sẽ tốt hơn nữa. Hãy sắp xếp giờ ăn của bạn. Bạn không cần phải cố sắp xếp giờ ăn quá cứng nhắc, nhưng hãy xem việc ăn uống là một việc quan trọng hàng ngày. Việc ngồi ăn thay vì đứng không những giúp bạn có thể thưởng thức hương vị của đồ ăn mà còn rất tốt cho tiêu hóa. Hãy thực hiện việc này hàng ngày và ăn vài lần trong ngày. Bạn cần chú ý đến bữa sáng, bữa trưa và tối và linh hoạt trong việc ăn vặt hay những lần ăn giữa buổi. Chọn những đồ ăn lành mạnh nhưng cũng dựa vào sở thích riêng của từng người. Đôi khi một miếng bánh ngọt và một cốc rượu lại là một phương thuốc hữu hiệu. 3. Vận động cơ thể. Trong cuộc sống hiện đại, người ta thích tập thể dục, đặc biệt trong những môn tập có tính cạnh tranh. Đôi khi, việc này cũng mang lại sức khỏe cho bạn. Những môn thể thao mang tính đồng đội là những cách tốt để cân đối cơ thể và giúp bạn hòa đồng với người khác. Nhưng thể trạng mỗi người, mỗi khác, bạn cần vận động sao cho phù hợp với mình. Bạn có thể thích đi bộ hơn chạy, tập yoga và bơi lội hơn những môn thể thao đồng đội. Bạn có thể chọn cách nhảy khiêu vũ trong các câu lạc bộ hoặc trong nhà bếp hay ở một góc vườn ở nhà. Hãy học cách giãn cơ và tăng sức mạnh cho cơ bắp. Hoạt động các khớp xương, tăng lượng vận động của tim mạch,
học cách cân bằng, làm nóng và giảm nhiệt cho cơ thể. Việc ngồi yên một chỗ được xem là nguy hại đến cơ thể, chẳng hạn như hút thuốc, vì thế chúng ta cần phải vận động. 4. Chăm sóc giấc ngủ là một công việc thiết yếu hàng ngày. Ngủ và ngủ ngon giấc, một trong những điều chúng ta bỏ qua khi bận rộn và chịu áp lực đó là ngủ. Những người có con hay làm việc với nhiều áp lực nhận thức việc này rất rõ. Thiếu ngủ dường như là một phương thức tra tấn đối với cơ thể chúng ta. Thỉnh thoảng, chúng ta không thể kiểm soát được thời lượng và chất lượng của giấc ngủ. Có em bé và con nhỏ cũng tương đương với việc mất ngủ, và đôi khi công việc yêu cầu của chúng ta phải thường trực liên tục nên chúng ta có thể thường xuyên bị đánh thức giữa cơn ngủ. Việc đảm bảo chất lượng giấc ngủ là điều rất quan trọng trong cuộc sống hàng ngày. Hãy đi ngủ mỗi khi bạn có cơ hội, từ 6 đến 8 tiếng mỗi ngày là lý tưởng nhất. Khi bạn bị mất ngủ, hãy tìm thời gian để ngủ bù. Đôi lúc chợp mắt một lúc cũng có thể mang lại rất nhiều lợi ích cho bạn. Người xưa vẫn nói thuốc bổ uống trăm thang cũng không bằng ngủ ngon một giấc, nghĩa là một giấc ngủ ngon còn tốt hơn cả dùng thuốc bổ. Dậy sớm một chút thì không sao, nhưng ngủ muộn là điều cần tránh. Thức khuya thường xuyên sẽ làm đảo lộn nhịp sinh học của cơ thể, chắc chắn là điều không tốt. Do đó, để tạo thói quen lành mạnh nên đi ngủ đúng giờ, ngủ sớm trước 11 giờ tối và tránh uống đồ kích thích như cà phê, trà trước giờ ngủ. Bạn thân mến, có những việc hết sức đơn giản, chỉ cần chúng ta dành chút thời gian mỗi ngày sẽ khiến cho bản thân khỏe mạnh cả về thể lực lẫn trí lực. Đừng tiếc thời gian dành cho những điều cần thiết để nâng cao sức khỏe bản thân, bạn nhé! Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn bên dưới phần bình luận của video và đừng quên nhấn like cũng như chia sẻ video. Còn bây giờ, xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.